không còn những cuộc ra quân giành lại vỉa hè rầm rộ. Những cuộc cãi vã về việc xử phạt đã dần biến mất. Những hộ kinh doanh vi phạm trật tự vỉa hè như thế này cũng không còn cách nào để đối phó với lực lượng chức năng. Bởi với ứng dụng Bình Thạnh trực tuyến đã ghi lại những hình ảnh vi phạm trước đó và đã được tải trực tiếp lên hệ thống của lực lượng trật tự đô thị chờ xử lý. Có mặt tại tuyến đường Phạm Văn Đồng, nơi từng là điểm đen về lấn chiếm vỉa hè trước đây, thường xuyên mỗi đêm có hai tổ công tác của lực lượng trật tự quản lý đô thị tuần tra. Một tổ đi trước chụp hình vi phạm tại các quán ăn như để bàn ghế lấn chiếm, dùng vỉa hè làm bãi giữ xe và tải trực tiếp lên ứng dụng Bình Thạnh trực tuyến. Ngay sau đó, một tổ công tác khác thông qua ứng dụng này làm bằng chứng để tiến hành xử lý. Điều này khiến các hộ kinh doanh vi phạm không thể chối cãi. Với những trường hợp vi phạm ít hoặc lần đầu, tổ công tác sẽ nhắc nhở và làm giấy cam kết. Còn đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần, ngay lập tức sẽ bị lập biên bản xử lý. Điều quan trọng nhất là không chỉ lực lượng chức năng mà bất cứ người dân nào phát hiện vi phạm đều có thể phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng bằng việc chụp hình vi phạm và gửi lên ứng dụng Bình Thạnh trực tuyến. Nhiều khi tham gia giao thông trên đường thì gặp những cái hàng quán lấn chiếm lề đường, làn đường cho người đi bộ thì rất là khó chịu. Bây giờ mình có cái ứng dụng này thì mình có thể tải xuống rồi mình chụp hình lại thì sẽ có phường tới giải quyết. Thì ứng dụng cho phép mình là báo cáo lên trên cho chính quyền. Họ có 120 phút sau là sẽ có người bên phường xuống xử lý. Thì mình thấy đó, cái ứng dụng này nó sẽ giúp cho sự phát triển của đô thị ngày càng đẹp hơn. Sau 4 tháng được đưa vào sử dụng, thông qua ứng dụng, cơ quan quản lý đô thị quận Bình Thạnh đã tiếp nhận và xử lý trên 4.000 lượt phản ánh của người dân, xử phạt hành chính các hành vi vi phạm, thu về gần 1 tỷ đồng cho ngân sách. Trong thời đại công nghệ thì việc quản lý, giám sát của cơ quan chức năng đã trở nên dễ dàng hơn. Có những trường hợp khi chúng tôi xuống thì là vi phạm lần đầu hoặc là người dân đã khắc phục triệt để và người dân cũng mong muốn là được cam kết để có cơ hội sửa sai thì chúng tôi cũng không tham mưu ban hành quyết định xử lý. Còn những trường hợp nào cố tình vi phạm thì chúng tôi cương quyết lập biên bản tham mưu quyết định xử lý. Có thể thấy, ứng dụng này ra đời không chỉ với mục đích cải thiện công tác giám sát, mà điều quan trọng nhất mà quận muốn hướng đến là ý thức chấp hành của người dân ngày một tốt hơn. Ngoài ra, còn đánh vào ý thức trách nhiệm của mỗi công dân trong việc chung tay xây dựng văn minh đô thị cùng với chính quyền. Hướng của chúng tôi khi xây dựng phần mềm này là muốn để người dân hiểu và tự giác chấp hành. Và những người dân và nhà nước cùng chung tay để xây dựng một chính quyền thật là văn minh đô thị. Ứng dụng cũng đảm bảo sự khách quan bởi người dân có thể giám sát tiến độ xử lý của những trường hợp vi phạm. Có thể nói, xã hội hóa quản lý đô thị là mục tiêu hướng đến của ứng dụng này với mong muốn sự chung tay góp sức từ người dân để xây dựng văn minh đô thị.